rất là đẹp. Giờ này mà mặt trời đã lên rồi. Đây là cái doanh trại quân đội Hải quân tháo dỡ hết rồi. Xa xa là cái nhà cán bộ công chức hải quân hồi xưa nghỉ hưu được cấp. Đây là phần trước của nhà mình. Đây cây me. Cây me lâu năm rồi mình đốn, chỉ còn cái gốc thôi, nhưng mà nó mùa mưa sắp tới nó sẽ ra nhánh rất là nhiều. Đây là phần trước nhà mình. Cái này cái là đinh lăng lá nhuyễn. Nói chung là đinh lăng người ta, mấy ông bà xưa nói là đinh lăng nó có 28 loại, nhưng mà đây là cái đinh lăng lá nhuyễn. Mình sẽ quay cái tổ chim bình quạch. Giờ này chắc em đi ăn rồi. Đúng rồi, giờ này em đi ăn rồi. Cái tổ trống trơn. Em đang đứng về me kìa. Em đang đứng nhìn me. Em đang đứng nhìn me nhìn mình. Mình có đụng vô cái ổ không? Đụng là nó bay về liền đó. Về lắm hả? Nó đứng hình trên nhánh me đó. Đó, nó kêu. Chụp chụp báo động đó. Nhưng mà nó nhìn mình. Mình mà đụng vô cái ổ là biết ngay. Ổ đó không có ai hết. Tại cái ổ này. À, mình quay sát luôn ổ là. Con nó đang nằm mà ngủ rồi. Mình hôm nay cái ổ thì nó được cây cái trầu không á, leo lên cao quá, thành ra bây giờ mình quay vô sát vô để thấy con cũng khó lắm. Mình chỉ thấy quay cái ổ thôi, còn muốn quay con đó thì cũng khó lắm. Để khi nào nó về tí cho con nó ăn á thì mình quay, thì con nó mới ngóc đầu lên mới thấy. Bây giờ thì con nó đang ngủ rồi, khó mà thấy con lắm. Nó đứng đó, nó kêu đó. Nó kêu á, mình chưa có tưới cây, tưới nước đây. Kêu á. Đó. Mình quay cận. Đang ổ. Đó, nó kêu á, kêu tí tắc tí tắc á. Cây bông giấy bữa nay ra bông nhiều quá. Bông giấy đó, bông giấy ra bông nhiều quá. À, các cô bác anh chị thấy nó kêu chưa? Nó kêu đó báo động đó. Đó, đứng nhìn cây me đó.